Cảm ơn bạn, em quay trở lại với channel của mình nha. Bạn bên mình đang ngồi đâu không? Mình đang ngồi trên người bà nội đấy. Bà mình là mây che đan này các bạn. Đây, loại bé loại to. Đây. Ra đây đây. Từ ra để cho các bạn xem nhé. Đây các bạn. Đây là loại 10 phân nhá. Đây, cái này nó cũng 10 phân. Cái này cũng 10 phân nha các bạn. Yeah, được nhiều rồi. Ai mua đi? Ai mua đi? Bíp bò. 10 phân nha. Cái này cũng 10 phân luôn. Ok. Bà mình làm mấy cái đan này các bạn. Hớt chảo bò. Này các bạn. Đây, tay cầm đây. Bà làm được bao nhiêu cái rồi? Bà làm được nhiều rồi. Được 80 cái rồi à? Ôi ơi. Ok, bà mình làm được 80 cái rồi nè các bạn. Ok, mình đi đi chơi một ít đã. Ôi trời. Tôi không mua cái gì. Bíp. Cho tôi mua hết. Ai mua cho cái... tôi mua cái này, cho tôi mua cái này. Một cá thôi. Một cá thôi. Cho tôi mua thêm cái này nữa. Cho tôi mua thêm 2-3 cái này nữa. Rồi. Cho tôi mua thêm một cái này nữa. Bao nhiêu tiền ạ? Rồi mình đã mua được hết hàng. Đưa về đây. Rồi, mình đã mua được. Một. Các bạn cùng điểm với mình nhé. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mình đi một túi ra 20 như bàn túi ở đâu các bạn ạ? Thôi mình chẳng mua đâu. Cho tôi. Để tôi lấy tiền đã. Đây. Thôi. Để hết vào đây đi. Dạ, bà là người bán hàng chứ. Đây. Rồi.
Thôi. Mình sẽ tập đánh đàn cho các bạn nghe nhá. Mà đàn gì đấy? Đi mất rồi. Đánh đàn cho các bạn xem nha. Đây. Các bạn đặt xuống nhé. Mình thì mấy chiếc răng để đâu rồi? Cho bà phơi nắng một chút nào. Ôi quên bật. Em nào bé thì mình dùng hai tay. Em bé nào không biết bấm những cái này thì thế này nhé. Mình vừa đánh đàn cho các bạn nghe. Nhưng mà đàn của mình hết pin mất rồi. Mình sẽ đánh đàn cho các bạn nghe. Mình giả vờ cái đàn này. Ở đây tinh tinh thế này thì mình sẽ giả vờ đàn bầu nha. Đến đây là hết rồi. Mình gặp lại cho các bạn trong video mới nha. Bye bye.